lúc đầu năm. Và chúng ta đã cùng học với nhau về khải tượng mà Chúa ban cho hội thánh trong năm nay. Thì có 5 điều mà chúng ta đã cùng nhau cam kết để có thể thực hiện theo khải tượng của Chúa. Điều 5 điều đó là chúng ta gặp gỡ 5 người trong năm này. Chúng ta sẽ giao tiếp với họ, làm quen, làm bạn, cầu nguyện cho họ. Rồi chúng ta gieo giống tin lành, trình bày về Chúa, về chân lý của lời Chúa cho bạn của mình. Rồi khi đến lúc Chúa ban cho thì sẽ gặt hái bông trái và đem những người bạn của chúng ta đến với Chúa. Sau khi họ đến với Chúa thì chúng ta sẽ giúp cho họ được lớn lên ở trong lời của Chúa, như Chúa dạy chúng ta, dạy cho họ biết và vâng giữ mọi điều mà Chúa đã dạy cho chúng ta. Đó là giáo huấn bạn của mình ở trong lời của Chúa. Làm điều 5 cái G. G thứ nhất là gặp gỡ, giao thiệp, gieo giống, gặt hái và giáo huấn. Và xin Chúa cho chúng ta cứ trung tín đi theo cái khải tượng này. Mỗi chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho những người bạn, tìm kiếm những người bạn mới, ghi vào ở trong cái thẻ đó. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đem tin mừng của Chúa đến cho những người đang cần đến Chúa. Và rồi kế đến là chúng ta đã học một loạt bài về sự sinh hoạt ở trong thân thể của Đấng Christ. Hội thánh sinh hoạt như thế nào? Thì chúng ta đã học một loạt 12 bài. Sau đó thì tuần vừa rồi chúng ta lại được mục sư Hồ Bình Minh cho chúng ta hiểu cách để chúng ta có thể áp dụng những điều chúng ta đã học ở trong những cái nhóm nhỏ gọi là cell group. Và mục sư Hồ Bình Minh cho chúng ta những cái điểm rất là thực tế để chúng ta có thể áp dụng. Và ông hướng dẫn một loạt bài học về cell group gồm 3 bài ở trong cái nhóm tình thân ở tại Miramar. Cho nên quý vị ở những nhóm khác nếu muốn học thì tối thứ 6 xin đến và học chung với lại mục sư Hồ Bình Minh ở tại cái nhóm tình thân ở Miramar. Sáng hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu một loạt bài học mới và chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời của Chúa ở trong thư Corinto thứ nhất của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu ở tại thành Corinto. Thưa quý vị, sách Corinto thì rất là gần gũi với lại cái đời sống của chúng ta. Và sau khi chúng ta đã học cái cách sinh hoạt ở trong thân thể như thế nào thì chúng ta cũng học trong sách Corinto biết cách để giải quyết những cái khó khăn ở trong hội thánh. Sách Corinto nhất là nơi mà chúng ta tìm được cái câu trả lời cho các vấn đề ở trong hội thánh. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi lời của Chúa ở trong thơ Corinto thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu thứ 9. Phaolô, bởi ý định của Đức Chúa Trời, được kêu gọi làm sứ đồ của Đấng Christ Jesus cùng với xót than anh em chúng ta, kính gửi hội thánh Đức Chúa Trời tại Corinto và những người đã được thánh hóa trong Đấng Christ Jesus được gọi là thánh đồ, cùng với tất cả những người ở khắp mọi nơi đang kêu cầu danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của họ và của chúng ta. Cầu xin Đức Chúa Trời Cha chúng ta và Chúa là Đức Chúa Jesus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Tôi luôn vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời bởi ân điển Ngài đã ban cho anh em trong Đấng Christ Jesus, vì trong Ngài anh em được phong phú về mọi phương diện, cả lời nói lẫn tri thức. Như lời làm chứng về Đấng Christ cũng đã được xác lập trong anh em, để anh em không thiếu bất cứ ân tứ thuộc linh nào trong lúc chờ đợi sự hiện ra của Chúa chúng ta là Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ anh em bền vững cho đến cuối cùng để không bị khiển trách trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài đã gọi anh em vào sự tương giao với con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Thưa quý vị, sách Corinto nhất là nơi mà chúng ta tìm được cái câu trả lời cho tất cả các vấn đề ở trong hội thánh. Chúng ta biết được cách nào để giải quyết những sự bất đồng ý kiến giữa vòng con cái Chúa. Làm thế nào chúng ta biết được
cái đạo đức tình dục của những người tín đồ của Chúa Cứu Thế khi mà xã hội chung quanh sống ở trong cái sự dâm loạn, chưa có phải là vợ chồng mà đã ăn ở với nhau, thì con cái của Chúa biết được mình phải có đạo đức như thế nào. Rồi phúc âm của Chúa có tác động gì ở trên gia đình của các cơ đốc nhân. Rồi các con cái của Chúa có liên hệ thế nào với các phong tục và hoạt động hoang hóa của những người không đồng niềm tin. Cách nào để phúc âm đánh đổ những chướng ngại vật mà chúng ta đã lập nên mà người ta đã lập nên để ngăn cách giữa chúng ta với những người khác. Là Chúa dạy cho chúng ta từng điều như thế. Cái xã hội mà chúng ta đang sống ở tại Nam Florida này chuộng những người có bản lĩnh, tự lập và có thể cậy vào chính mình để giải quyết tất cả những khó khăn, những vấn đề ở trong cuộc sống. Người ta chuộng những người như thế. Người ta muốn mình trở thành một người chủ tiệm móng tay giàu có bằng bất cứ phương tiện nào. Người đàn ông thì buông mình vào trong bất cứ cái trụy lạc nào để thỏa mãn tình dục của mình. Người thanh niên thì tập luyện cho thân thể cường tráng về hãnh diện, về cái sức mạnh của mình. Người học sinh thì làm sao đi cũng được, không cần phải học, nhưng mà làm sao để có thể có được cái điểm cao nhất mà mình có thể làm được, gian dối như thế nào đó không cần biết, miễn sao là mình làm kể là một học sinh xuất sắc là được. Đó là cái xã hội bên ngoài là như thế, nơi mà chúng ta đang sống. Nói chung là người ta chuộng mọi những con người không chịu đầu phục ai, không chịu theo một cái luật lệ nào ngoại trừ cái sự ham muốn của cá nhân, của nhục dục mình. Sống một giữa xã hội như thế, chúng ta cần cái sự chứng thực của Chúa rằng chúng ta là những người thánh đồ, những người thuộc về Chúa, là những người đã được thánh hóa, là những người đã được Chúa ban cho những ân tứ, là những người đang đi đến nơi chỗ phước hạnh đời đời với Chúa, và chúng ta biết con đường chúng ta đi. Và sáng hôm nay qua lời của Chúa thì chúng ta sẽ học đến ba điều. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhận biết rằng chúng ta là những người được Chúa chứng thực. Chúng ta cần sự chứng thực từ nơi Chúa. Chứng thực là gì? Chứng thực là khẳng định, chứng thực là xác nhận. Chúa xác nhận chúng ta là ai. Qua cái sự xác nhận của Chúa, chúng ta nhận biết được mình là người như thế nào. Cái sự khích lệ qua sự chứng thực là một cái nhu cầu căn bản của con người. Ít ai thành công mà thiếu cái sự khích lệ. Cho những lúc chúng ta muốn bỏ cuộc, nhưng có người đến và nói rằng hãy đứng lên. Có những người nâng đỡ tinh thần cho chúng ta, cho chúng ta thấy được cái giá trị của cái công việc và cái con người của chúng ta. Cho nên chúng ta không bỏ cuộc. Có một anh em đã đứng chứng, nói rằng đối diện với cuộc sống quá khó khăn và muốn bỏ cuộc. Nhưng mà có một người bạn đã đến và đã nâng đỡ và ủng hộ tinh thần và dìu dắt bước đi ở trong Chúa. Và sau đó hai người trở nên vợ chồng. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cần những người đến bên chúng ta để khẳng định cho chúng ta biết mình là ai. Chúng ta ai nấy đều mong muốn được người khác xác nhận rằng họ chấp nhận chúng ta. Một người đánh đàn thì muốn được người khác anh đánh đàn hay. Một người nấu thì nấu ăn giỏi, nấu ăn ngon, phải không? Chúng ta cần cái sự xác nhận của người khác về những công việc chúng ta làm. Chúng ta muốn được quý trọng về những đóng góp mà chúng ta thực hiện. Đó là cái điều bình thường, nhu cầu bình thường của chúng ta như vậy. Từ nơi sâu thẳm chúng ta mong mỏi được người khác xác nhận rằng cái hướng đi của cuộc đời của chúng ta là đúng và xứng đáng với cái sự đầu tư và sự cam kết của chúng ta. Mà nếu chúng ta nhận được cái điều đó thì chúng ta cảm thấy vững vàng và chúng ta muốn tiến bước. Những người mà có Facebook thì dễ bị rơi vào trong một cái hội chứng gọi là hội chứng Facebook. Quý vị có biết hội chứng đó không? Hội chứng Facebook có 6 điểm như thế này. Là có cái nhận thức không thực tế vào cái mức độ hạnh phúc của bạn bè của mình. Tức là thấy bạn bè của mình hạnh phúc hơn mình, phải không? Nhìn ở trong Facebook của họ thôi, sao mà những cái gì mà tốt đẹp, họ thành công, họ có nhiều tiền, họ đi chơi du lịch được nhiều nơi, họ được ban thưởng đủ thứ hết. Tức là nhìn vào trong Facebook và thấy họ những người kia hạnh phúc hơn mình. Đó là cái triệu chứng thứ nhất. Triệu chứng thứ nhì là ám ảnh về những hoạt động hàng ngày của người khác.
Tức là muốn mở Facebook lên để coi thử cái con đó bữa nay nó làm cái gì, cái thằng đó nó làm cái chi, phải không? Tức là ám ảnh về những hoạt động của người khác. Rồi cái đến là so sánh cái chất lượng cuộc sống của mình với cuộc sống của bạn bè của mình. Chà, mình khá hơn nha, bữa nay mình ăn cái món này bộ ngon, còn mấy đứa khác không có gì hết. Nên mình ăn món ngon, mình khoe lên cho mọi người đều biết. Nên, tức là so sánh cái chất lượng đời sống của mình với người khác. Ồ, sao mà nó đi tới Hồng Kông nó ăn món cái món đó mà chưa được đi, mà trước sau cũng phải đi Hồng Kông để ăn cái món đó, phải không? Thế là so sánh đời sống của mình với người khác. Rồi thường xuyên thay đổi cái ảnh tiểu sử của mình để mà thu hút cái sự chú ý, cái ảnh mà là cái site của mình đó, thường xuyên thay đổi để cho nhiều người khác bước vào trong cái Facebook của mình. Rồi trải qua cái sự lo lắng nếu mình không thể kiểm tra cái nguồn dữ liệu của mình theo các khoảng thời gian đều đặn. Nếu mà hôm nào mà bận rộn quá, không có thể vô trong Facebook để có thể kiểm tra cái gì đó, trong đó như thế nào, có bao nhiêu người thích mình, bao nhiêu không thích mình, vân vân, thì cảm thấy khó chịu lắm. Nên là phải kiếm thời giờ để mà có thể vào trong Facebook. Rồi thứ sáu là bóp tráng suy nghĩ và lục lọi mạng lưới toàn cầu để tìm những cái câu nói hài hước, cập nhật cái tình trạng của trong Facebook của mình và những bài viết để tạo ra ảo tưởng rằng bạn là người hợp thời, là người hiện hành, là người hạnh phúc và là người hài hước. Đó là những cái triệu chứng của Facebook. Sao người ta muốn gì? Người ta muốn được người khác chấp nhận mình, muốn được người khác like mình. Và nhưng mà chúng ta không cần điều đó. Vì tại vì sao? Vì chúng ta được Chúa chứng thực, hay được Chúa khẳng định, hay Chúa xác nhận chúng ta là các thánh đồ ở trong Đấng Christ. Không cần biết nếu mà cái Facebook của chúng ta người ta không có like, doesn't matter. Chúng ta biết mình là ai. Lời Chúa cho biết rằng quý vị là những người được thánh hóa trong Đấng Christ Jesus và được gọi là thánh đồ. Chúng ta xem câu 2. Chúa gọi chúng ta là thánh đồ. Mà bây giờ có hai bên, một bên là Chúa, một bên là thế gian, tư ngã và ma quỷ. Chúa thì căn cứ ở trên những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta và tuyên bố rằng chúng ta là những thánh đồ. Còn trần gian, tư ngã và ma quỷ thì căn cứ vào những gì chúng ta làm và tuyên bố rằng chúng ta là những tội nhân. Bây giờ chúng ta tin Chúa hay là chúng ta tin vào trần gian, tin vào ma quỷ, tin vào cái tư ngã? Quý vị khẳng định quý vị là ai? Mình nhận biết được mình là những tội nhân được thánh hóa. Mình là những tội nhân được thánh hóa. Bây giờ chúng ta phải tạ ơn Chúa rằng chúng ta là những người được thánh hóa trong Đấng Christ Jesus, được gọi là thánh đồ. Quý vị có thể nói điều đó không? Nói là cảm ơn Chúa cho con được thánh hóa trong Chúa Jesus và con là một thánh đồ. Bây giờ quý vị thưa điều đó với Chúa đi, nói lớn lên: cảm ơn Chúa đã cho con được thánh hóa trong Đấng Christ và con là một thánh đồ. Bây giờ quý vị quay sang người kia bên, người bên đó và nói rằng: tôi là một thánh đồ. Đó, vỗ ngực nói: tôi là một thánh đồ. Phải không? Quý vị là thánh đồ. Tại vì không phải là căn cứ trên lời, trên cái những gì chúng ta làm, nhưng mà trên những gì Chúa Giêsu làm. Không phải ở trong chúng ta là thánh đồ, nhưng mà ở trong Đấng Christ chúng ta là thánh đồ. Và chúng ta được Chúa khẳng định cái điều đó. Chúa nói rằng các con là thánh đồ, gửi hội thánh Đức Chúa Trời tại Corinto và những người đã được thánh hóa trong Đấng Christ Giêsu được gọi là thánh đồ. Quý vị là quan trọng và được quý chuộng vì Đức Chúa Trời đã tuyên bố quý vị là quan trọng và quý chuộng đối với Ngài. Trong một xã hội mà người ta thường đo lường cái giá trị của mình bằng bao nhiêu cái like ở trong cái Facebook, bởi cái sự khen ngợi và yêu chuộng của những người hâm mộ và bạn bè, thì việc Đức Chúa Trời biệt riêng chúng ta ra cho Ngài và kể chúng ta là thánh đồ, là những người thuộc về Chúa, là cái điều đó cho chúng ta biết rằng mình là người có giá trị. Chúng ta có giá trị vì trong Đấng Christ chúng ta là những người đã được thánh hóa, là những người thánh đồ. Cái giá trị và mục đích của cuộc sống của quý vị không do quý vị tạo nên, nhưng do Chúa ban cho quý vị. Cái địa vị thánh đồ đó là do Chúa ban cho chúng ta. Thay vì ra công để tạo cái giá trị cho mình hay cố gắng lập một cái mục đích cho đời sống của mình, thì quý vị nhận được cái điều đó qua sự kêu gọi của Đức Chúa Trời và do ân sủng của Ngài.
Và chúng ta được chứng thực khi Chúa trang bị cho chúng ta cái nếp sống, trang bị cho chúng ta để chúng ta có thể sống địa vị một thánh đồ. Chúng ta muốn biết mình là ai, và kế đến chúng ta muốn biết mình có khả năng làm điều gì, và chúng ta phải làm điều gì. Chúa đã ban cho quý vị mỗi người những ân tứ thuộc linh. Trong câu số 7, nói điều đó, quý vị có Kinh Thánh mở ra trong câu số 7, nói là Chúa ban ân tứ thuộc linh cho anh em. Các tài năng, kỹ năng và khả năng quý vị có, và Chúa ban cho quý vị có cái ơn, rồi quý vị nỗ lực trao dồi những ân tứ đó trở nên thành thạo. Và Chúa cho quý vị được phong phú về mọi phương diện, cả lời nói lẫn tri thức trong câu số 5. Quý vị có thể diễn đạt một cách rõ ràng, mạch lạc về niềm tin của mình qua sự học hỏi lời của Chúa. Người đời thì quý chuộng tri thức, phải không quý vị? Họ nói sao? Knowledge is power. Knowledge is power. Người hiểu biết nhiều thì được người ta trọng vọng, kiếm được công việc tốt, làm được nhiều tiền, có đời sống sung túc. Nhưng các con cái của Chúa được trang bị với sự hiểu biết cao quý nhất, cao trọng nhất, đó là biết Chúa và biết ý chỉ của Ngài. Mà nhờ biết Chúa mà quý vị có đời sống của một đời sống, của một thánh nhân, của một thánh đồ, vượt trên tất cả mọi người ở trong xã hội ở Nam Florida này, trong tất cả mọi người ở trong trần gian này, vì chúng ta được biết Chúa. Sự hiểu biết này không có do cái sự tìm tòi nghiên cứu học hỏi mà có được, nhưng mà là do ân sủng của Chúa cho chúng ta. Đây là Chúa ban cho chúng ta thì chúng ta mới có. Đây, cái sự hiểu biết này không phải là bởi mình có bỏ nhiều thì giờ tìm tòi nghiên cứu, hay là mình là một học giả, một nhà bác học mà có thể có được cái sự hiểu biết này. Nhưng đây là sự Chúa ban cho. Chúa giấu những điều này đối với những người khôn ngoan, nhưng mà Chúa bày tỏ cho trẻ thơ. Và khi chúng ta đến với Chúa với tinh thần của một người khiêm nhường như một trẻ thơ, và xin Chúa dạy cho con biết ý chỉ của Chúa, Chúa sẽ dạy cho chúng ta biết ý chỉ của Chúa. Chúa cho chúng ta được phong phú trong lời nói và tri thức. Cảm ơn Chúa về điều đó. Và chúng ta được Chúa chứng thực cho hướng đi của cuộc đời của chúng ta. Người ta muốn biết đời sống mình đang hướng về đâu, những công việc mình làm có giá trị hay không. Là con cái của Chúa, quý vị biết chắc là cuộc đời của mình sẽ đi về đâu và cuộc sống của mình có giá trị. Đích đến của quý vị là thiên đàng, là nơi tốt hạnh, là phước hạnh. Và Chúa sẽ gìn giữ quý vị cho đến cuối cùng để không có bị vấp ngã. Và nếu là con cái của Chúa, nếu quý vị đi sai đường lối của Chúa, Chúa đem trở về lại. Chúa sẽ sửa phạt để rồi quý vị biết ăn năn trở lại con đường của Chúa. Cuộc sống của quý vị đang sống và con đường quý vị đang đi sẽ dẫn đến một cái kết quả tốt đẹp mà Chúa đã dành sẵn cho quý vị. Và tất cả điều này đều đặt cơ sở ở trên cái sự thành tín của Chúa. Quý vị thấy không? Tất cả đều trên sự thành tín của Chúa. Và Chúa nói trong câu 8, Chúa nói rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ anh em bền vững cho đến cuối cùng để không bị khiển trách trong ngày Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta nương cậy vào Thánh Linh của Chúa để mà bước đi thì chúng ta sẽ được giữ vững bền. Nếu không thì chúng ta sẽ vấp ngã. Nhưng mà Chúa là đấng sẽ gìn giữ chúng ta. Ngài giữ gìn chúng ta trong cái mối tương giao với con của Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Câu 9 nói là Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đấng thành tín. Chúa là đấng thành tín. Ngài đã gọi anh em vào sự tương giao của con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Thì Chúa là đấng đã gọi chúng ta vào trong mối tương giao đó. Thì Ngài sẽ gìn giữ chúng ta ở trong cái mối tương giao đó. Vậy thứ nhất là chúng ta cần được khẳng định mình là ai, phải không? Cần được xác chứng mình là ai, xác thực mình là ai. Chúa nói rằng chúng ta là thánh nhân. Chúng ta cảm ơn Chúa, cả ơn Chúa cho con được làm thánh nhân. Và xác nhận rằng mình là thánh nhân vì Chúa bảo chúng ta là thánh nhân. Tôi có thường kể câu chuyện này. Đó là Napoleon, Nã Phá Luân, đại đế. Một lúc duyệt quân thì ông đi qua giữa hai hàng quân lính, thì có những lính đứng binh nhất binh nhì đứng bồng súng đứng đó. Rồi bây giờ có những vị sĩ quan thì được đứng riêng biệt ở trên cái bục của những vị sĩ quan. Thế rồi khi mà Nã Phá Luân đi ngang qua thì con ngựa nó hí và nó lồng lên, và ông xém nữa là rớt xuống đất. Thì có một người binh nhất bước ra, và người binh nhất đó nắm lấy cái cương của con ngựa và giữ con ngựa xuống, và con ngựa nó bình tĩnh trở lại. Thì ông
Đạo Pháp Luân nói rằng là cảm ơn chú quý. Cái anh binh nhất đó mới bước đi qua mấy chỗ người sĩ quan đứng. Cái mấy ông sĩ quan nhòm nhòm cái thằng binh nhất này mà sao như anh dám đứng đây. Cái nói là sao xong mày dám đứng đây. Nói là tôi làm sĩ quan thì tôi đứng đây là đúng rồi. Nói ai nói? Thì ông vừa nghe đó, ông vua Nã Phá Luân Đại Đế vừa nói là cảm ơn thiếu quý, như vậy là tôi là thiếu quý và tôi phải đứng ở chỗ của sĩ quan đúng không? Người ta có thể nói rằng chúng ta là tội nhân, nhưng mà Chúa nói chúng ta là thánh nhân. Chúng ta hãy tin nơi lời của Chúa, chúng ta là thánh nhân. Chúa nói chúng ta là thánh nhân, chúng ta là thánh nhân. Và chúng ta đã được Chúa chứng thực, xác nhận chúng ta như thế. Nhiều lúc quý vị sống không giống như thánh đồ, nhưng mà Chúa luôn luôn chứng thực rằng trong đấng Christ quý vị là các thánh đồ. Mặc dù quý vị được Đức Chúa Trời gọi là thánh đồ và được thánh hóa trong đấng Christ, nhưng cuộc sống của quý vị cho thấy còn rất là nhiều điều xa với cái địa vị đó. Quý vị nhìn thấy trong đời sống mình và trong đời sống của anh em chị em tín hữu còn nhiều thần tượng chiếm lấy chỗ của Chúa trong đời sống của họ. Quý vị thấy mình chiến đấu với những tư tưởng bất khiết, những hành động bất trung, những thái độ bất nghĩa của con người cũ, của con người xác thịt. Quý vị vẫn thấy mình còn có sự phân biệt gia cấp giàu nghèo trong hội thánh, còn vẫn có sự kỳ thị đối với những người khác biệt với mình và vẫn còn đeo đuổi những giá trị của đời này. Thật ra, chính những lúc quý vị thất bại, quý vị mới cần hơn hết được Chúa chứng thực rằng quý vị là thánh đồ của Chúa. Những lúc mà chúng ta bại thua, chúng ta bị ma quỷ lên án, chúng ta bị trần gian lôi kéo, chúng ta bị xác thịt tư ngã làm cho chúng ta thấy bỗng bỏ cuộc, thì đó chính là lúc mà chúng ta cần được Chúa xác nhận rằng ở trong đấng Christ con là thánh đồ. Nhiều lúc quý vị đã không sử dụng đúng các ân tứ và khả năng Chúa ban, quý vị vẫn được Chúa xác thực rằng tất cả những điều đó là quà tặng Chúa ban cho. Nhưng Chúa cho chúng ta có nhiều quà tặng, quý báu nhất là Chúa Jesus Christ, là Đức Thánh Linh, là lời của Chúa. Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta những ân tứ, những tài năng, tiền bạc tài sản, thì giờ, sức khỏe vân vân. Nhiều lúc chúng ta phung phí những điều đó. Chúng ta phung phí thì giờ Chúa ban cho chúng ta phung phí tài sản chúng ta, Chúa ban cho chúng ta phung phí cái ân tứ Chúa ban cho chúng ta không sử dụng cho công việc Chúa, nhưng mà Chúa luôn nhắc nhở chúng ta rằng tất cả những điều đó là quà tặng Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta phải sử dụng nó đúng. Lời Chúa khích lệ chúng ta bằng cách nhắc nhở rằng chúng ta là những người thuộc về Chúa, là những người thánh của Chúa, vì chúng ta sống để mà tôn cao danh Chúa. Chúng ta sống không phải là sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Chúng ta dùng tất cả những tài năng ân tứ, thì giờ tiền của vì sự vinh quang của Chúa và phước hạnh của những người khác. Nhiều lúc quý vị đã đi lầm đường lạc lối, nhưng mà Chúa vẫn kiên trì sửa dạy để quý vị trở lại với đường ngay lối phải, để với lại con đường thánh của Chúa. Chúa bảo chúng ta đừng có đi theo con đường tội lỗi, đừng có đứng trên con đường của tội nhân, đừng ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta đã đứng ngay chỗ đó. Mà Chúa nói rằng hãy trở lại. Hãy trở lại cùng Chúa. Mặc dù đời sống thuộc linh của chúng ta còn nhiều yếu đuối, vấp ngã, bại thua, lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa sẽ giữ chúng ta được vững bền đến cuối cùng. Chúa nói rằng Chúa sẽ giữ chúng ta cho đến ngày ấy. Ngày đó, ngày Chúa Jesus Christ trở lại, bền vững cho đến cuối cùng. Câu thứ 8. Nhiều lúc vì yêu thương, Chúa phải sửa dạy quý vị. Nhiều khi sửa dạy một cách nặng nề, để quý vị biết ăn năn từ bỏ con đường gian ác tội lỗi. Để quý vị biết nương cậy nơi Chúa, tương lai của mình được Chúa nắm giữ. Không phải nương cậy vào trong cái chương mục nhà băng của mình. Không phải nương cậy vào cái khả năng làm tiền của mình. Hay nương cậy vào một người chồng giàu có, hay là một người vợ có công ăn việc làm tốt. Nhưng mà hoàn toàn nương cậy vào Chúa, vì Chúa là đấng nắm giữ tương lai. Nếu mà quý vị không có nắm lấy Chúa thì quý vị sẽ nắm lấy người, mà người ta chìm thì quý vị sẽ chìm theo, nhưng mà Chúa sẽ không bao giờ chìm. Người ta sẽ có tiền của, nhưng mà là tiền của họ sẽ bị mất, nhưng mà Chúa thì không bao giờ mất. Tất cả mọi sự, tất cả
đồi núi, vàng bạc, cây thú muôn, tất cả đều thuộc về Chúa cả. Và Chúa là đấng giàu có và Ngài có quyền để giữ trọn chúng ta cho đến lúc chúng ta gặp Chúa. Quý vị có tin điều đó không? Amen. Amen. Chúa sẽ đem quý vị, Chúa sẽ giải cứu quý vị khỏi con đường gian ác tội lỗi. Chúa sẽ giải cứu quý vị khỏi quyền lực của Satan và phục hồi quý vị trong cái mối tương giao với Chúa. Cảm ơn Chúa. Là chúng ta cần được Chúa chứng thực, chúng ta nhận được sự chứng thực từ nơi Chúa, và bây giờ chúng ta cậy Chúa Giêsu để mà được chứng thực. Là con cái của Chúa thì quá khứ, hiện tại và tương lai của quý vị đã được xác định, đã được công bố, đã được đảm bảo, đã được làm cho phong phú và bảo tồn ở trong Đấng Christ. Chúng ta xem lại cái đoạn Kinh Thánh hôm nay và chúng ta thấy như thế này. Quý vị thấy là trong tất cả những câu này, trong 9 câu này, ít nhất một lần Chúa Giêsu được nhắc đến. Vì tất cả chúng ta có việc mà Chúa Trời xác thực cho chúng ta là hoàn toàn lệ thuộc hay là đặt căn bản ở trên Chúa Giêsu. Phao-lô bởi ý định của Đức Chúa Trời được kêu gọi làm sứ đồ của Đấng Christ Jesus cùng với sốt thang anh em chúng ta. Kính gửi hội thánh Đức Chúa Trời tại Corinto và những người đã được thánh hóa trong Đấng Christ Jesus, được gọi là thánh đồ, cùng với tất cả những người ở khắp mọi nơi đang kêu cầu danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của họ và của chúng ta. Cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta và Chúa là Đức Chúa Jesus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Tôi luôn vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời bởi ân điển Ngài đã ban cho anh em trong Đấng Christ Jesus. Vì trong Ngài, tức là trong Đấng Christ Jesus, anh em được phong phú về mọi phương diện, cả lời nói lẫn tri thức. Như là làm chứng về Đấng Christ cũng đã được anh em xác lập, cũng đã được xác lập trong anh em. Lời chứng về Đấng Christ cũng đã được xác lập trong anh em, để anh em không thiếu bất cứ ân tứ thuộc linh nào trong lúc chờ đợi sự hiện ra của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Ân tứ của từ nơi Chúa mà sự hiện ra cũng là Chúa hiện ra. Đức Chúa Trời sẽ giữ anh em bền vững cho đến cuối cùng để không bị khiển trách trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời là đấng thành tín này, Ngài đã gọi anh em vào sự tương giao với con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Quý vị thấy không? Tất cả điều này là thuộc về cái mối tương quan của chúng ta ở trong Chúa Jesus Christ. Nếu không có Chúa Jesus Christ, chúng ta chẳng được gì cả. Chúng ta là những thánh nhân vì Chúa Giêsu đã chết thay vì tội chúng ta. Ngài đã sống lại, ban thần linh, thánh đức của Ngài ngự ở trong chúng ta. Chính có thần linh của Chúa, thánh linh của Chúa ngự trong chúng ta mà chúng ta là những thánh đồ. Tất cả những chân lý mà thánh linh dùng để chứng thực cho chúng ta đều dựa ở trên Đấng Christ. Cái địa vị thánh đồ của chúng ta không do chúng ta lập lên hay là tạo thành, nhưng là sự ban cho của Chúa, món quà của Chúa. Cái địa vị đó Chúa cho chúng ta. Chúng ta được thánh hóa không ở trong chính chúng ta, nhưng ở trong Đấng Christ. Câu 2 nói như thế. Rồi chúng ta được gọi là thánh đồ không phải vì bản chất chúng ta là thánh thiện, nhưng vì chúng ta kêu cầu danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu. Câu số 2. Ân điển và sự bình an mà chúng ta kinh nghiệm được đem đến cho chúng ta từ Đức Chúa Trời Cha chúng ta và Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy làm sao quý vị có được ân điển và sự bình an? Là từ Đức Chúa Giêsu Christ. Câu số 3. Ân điển mà chúng ta trải nghiệm không phải là điều chúng ta cố gắng đạt được, nhưng là một quà tặng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Đấng Christ Giêsu. Câu số 4. Lời nói lẫn tri thức của chúng ta được nên phong phú là ở trong Ngài. Câu số 5. Chúng ta được vững vàng trong đức tin vì Đức Chúa Trời đã xác lập lời chứng về Đấng Christ ở giữa vòng chúng ta. Câu số 6. Tương lai của chúng ta không lệ thuộc vào cái khả năng hay là thành quả của chúng ta, nhưng dựa vào cái sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Câu số 7. Ở trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời sẽ giữ cho chúng ta được bền vững cho đến cuối cùng. Câu số 8. Ngài hứa sẽ khiến chúng ta những con người đang bị khiển trách sẽ không bị khiển trách trong ngày Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Bây giờ quý vị có nhiều lúc cảm thấy bị khiển trách bởi Chúa Thánh Linh phải không? Tôi thường bị khiển trách là vì tôi chưa có sống đúng như Chúa muốn tôi sống, và tôi phải ăn năn. Tôi biết điều đó sai và tôi nhận với Chúa: Chúa ơi, con đã làm sai, xin Chúa tha tội cho con, giúp cho con biết nói năng nhẹ nhàng hơn, giúp cho con biết sử dụng thì giờ một cách xứng đáng hơn. Tôi ăn năn với Chúa và xin Chúa Thánh Linh biến đổi để tôi được trở nên giống Chúa Giêsu càng hơn.
Và Chúa, trong ngày tôi gặp Chúa, tôi biết chắc là tôi sẽ không bị khiển trách. Cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết thay và đã sống lại vì tôi. Rồi các sự kiện khách quan của Chúa Trời gạt bỏ cái từng cái chủ quan của chúng ta. Quý vị hiểu cái câu này không? Cái là những cái chân lý khách quan của Chúa Trời gạt bỏ những cái từng cái chủ quan của chúng ta. Chúng ta cảm thấy và chúng ta xét mình trong cái nhìn hạn hẹp của chúng ta. Chúng ta chỉ thấy chúng ta ngay bây giờ mà chúng ta không thấy chúng ta trong tương lai. Cho nên chúng ta nhìn chúng ta ngay bây giờ chúng ta thấy thất bại quá. Nhưng mà chúng ta không thấy được rằng chúng ta ở trong tương lai là như thế nào. Mà quý vị ơi, đừng có quăng đi cái đời sống của mình, phung phí đời sống của mình vì chúng ta không thấy được tương lai. Nếu một người đào lên được một cái cục kim cương rất là lớn, nhưng mà hình thù cái nấu xấu xí, nó không có được láng, không có được bóng, và nó không có phát ra những cái sự lóng lánh, ánh sáng đẹp, nó chỉ có cái cục vậy thôi. Ồ, cái này nó xấu quá, mình đem dục. Có ai nghĩ vậy không? Có ai? Tại vì cái cục mới đào lên được, cái cục kim cương bự như vậy có thể là lớn nhất cả thế giới, nhưng mà tại nó không có đẹp gì hết trơn, thôi mình em dục nó. Nhưng mà khi mình đào lên kim cương, mặc dầu nó còn raw, tức là nó chưa có được mài dũa chưa gì hết, nó vẫn là quý. Và sẽ khi mài dũa đó thì nó sẽ nên đẹp và quý. Cuộc đời của chúng ta là vậy. Chúng ta chưa trở nên giống Chúa Giêsu Christ một cách toàn vẹn, nhưng một ngày kia khi gặp mặt Chúa mặt đối mặt, chúng ta sẽ trở nên giống Chúa. Nếu quý vị thấy một con bướm bướm, quý vị thấy nó đẹp không? Thấy bướm bướm nó đẹp lắm. Nhưng mà trước khi nó là con bướm bướm á, thì nó là một cái con côn trùng mà sống ở dưới nước. Và quý vị thấy nó đen nhủi à. Nó không có đẹp gì hết, nó không có cánh, nó không có gì hết. Nó chỉ có mấy cái chân, nó đi thả cái lưỡi ra chụp với con côn trùng khác nó ăn vậy thôi. Nhưng mà tới một ngày nào đó nó sẽ bò ra khỏi nước, nó bò lên cây, cái nó lột xác, cái nó trở thành con chuồn chuồn, con bướm bướm. Tôi nói nãy tôi nói con bướm hả? Con nói chuồn chuồn thì đúng hơn là con bướm bướm. Con bướm bướm thì khác, con bướm bướm thì nó là con sâu rộm, nó bò, nó xấu xí lắm. Nhưng mà mình biết đâu đó nó vậy, mai mốt nó sẽ thành con bướm, phải không? Chúng ta cũng vậy, ở trong Chúa, Chúa nói chúng ta là những thánh đồ. Chúa đã đổ huyết ra để rửa sạch mọi tội của chúng ta. Và rồi Chúa dắt chúng ta bước đi. Khi chúng ta vấp ngã thì Chúa nâng chúng ta dậy và chúng ta ăn năn tội và huyết của Chúa Giêsu Christ con Ngài rửa sạch mọi tội của chúng ta. Vì Chúa là đấng công chính và thành tín đối với lời hứa của Ngài. Có lẽ quý vị cảm thấy mình thất bại ở trong đời sống thuộc linh, quý vị muốn bỏ cuộc, nhưng Đức Chúa Trời là đấng đã kêu gọi quý vị để làm cho vững chắc quá khứ, hiện tại và tương lai của quý vị. Ngài là đấng nâng đỡ từng bước chân của quý vị để quý vị được vững vàng. Cái địa vị được thánh hóa, được làm thánh đồ không căn cứ, một lần nữa, không căn cứ vào sự thành đạt của quý vị và công việc của quý vị, nhưng căn cứ vào công việc của Chúa Giêsu Christ đã hoàn tất cho quý vị ở trên thập tự giá. Chúng ta là ai? Được xác định bởi đấng Christ chứ không phải bởi chúng ta. Các ân tứ và tài năng của quý vị là đầy đủ và phong phú vì quý vị nhận được điều đó từ nơi Chúa. Chúa ban cho quý vị những điều đó. Tương lai của quý vị được đảm bảo vì đã được chuẩn bị cho quý vị bởi đấng nắm giữ tương lai của quý vị. Điều này có nghĩa gì cho chúng ta? Điều này có nghĩa là cái địa vị thánh hóa được làm môn đồ không căn cứ vào công việc của quý vị nhưng căn cứ vào đấng Christ. Chúng ta là ai? Được xác định bởi đấng Christ, không phải bởi chúng ta. Và mặc dầu ngày hôm nay phúc âm có thể là một cái điều xa lạ đối với nhiều người, họ không chấp nhận được. Vì chúng ta sống ở trong một xã hội mà người ta căn cứ ở trên cái việc làm, ở trên công đức. Nên khi nói rằng một người được kể là một người công chính, được xưng là một thánh nhân, được thánh hóa trong đấng Christ, thì họ cho cái điều đó là một điều xa lạ, một điều xa vời. Nhưng mà thưa quý vị, phúc âm của chúng ta chỉ là xa lạ, chỉ là khác thường ở trong một xã hội mà người ta tự xác định chính mình là ai bởi những công việc họ làm. Tôi là một bác sĩ, tôi là một kỹ sư,
ta là một sinh viên, tôi là một tài người tài giỏi, tôi là một người thành công, là một người đỗ đạt, hay là tôi là một người ăn mày, tôi là một người không ra chi. Tất cả đều căn cứ vào chính tôi. Xã hội người ta xác định chính họ và những công việc họ làm. Họ tự giúp đỡ lên chính họ, từ self-reliant và tự trở nên cái người mà họ muốn trở nên. Nhưng đối với những người đã học biết chân lý của Đấng Christ, học biết phúc âm của Đấng Christ, thì biết rằng tất cả điều này là sự ban cho của Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó là món quà của Đức Chúa Trời ban cho. Không phải do công đức, không phải do cố gắng của mình. Như chúng ta biết ở trong Ephesos đoạn 2 câu 8 câu 9. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Chúng ta là những thánh đồ, không phải là do chúng ta làm được điều đó, không phải do công đức của chúng ta. Rồi chúng ta khoe rằng tôi là một thánh nhân bởi vì tôi đã làm được điều đó. Nhưng chúng ta khiêm nhường và tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa cho con được làm thánh nhân bởi vì Chúa Jesus Christ đã làm điều đó cho con. Và chúng ta sống xứng đáng với địa vị cao quý mà Chúa ban cho chúng ta. Phúc âm là cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành cho tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Chúa ban cho những người được thánh hóa và những người được gọi là thánh đồ, tức là những người kêu cầu danh của Đức Chúa Jesus Christ. Cùng với tất cả mọi người kêu cầu danh của Đấng Christ, quý vị có kêu cầu danh Chúa chưa? Kêu cầu danh Chúa là kêu cầu tới cái bản tánh của Chúa, bản tánh thánh khiết của Chúa, bản tánh yêu thương của Chúa, bản tánh nhân từ của Chúa, bản tính công chính của Chúa. Chúng ta đã kêu cầu đến Chúa thì chúng ta kêu cầu danh Chúa, và Chúa nói rằng hễ chúng ta kêu cầu danh Chúa thì Ngài không bỏ chúng ta ra ngoài đâu. Và Chúa cho chúng ta được tái sanh làm con cái Chúa. Thì quý vị sẽ biết rõ mình là ai ở trong Đấng Christ. Quý vị là ai? Quý vị là những thánh đồ. Quý vị biết rõ mình phải làm gì không? Là sử dụng những ân tứ tài năng Chúa ban cho để phục vụ Chúa. Đó là mục đích cuộc đời quý vị. Rồi quý vị biết rõ mình đi về đâu không? Quý vị sẽ được ở mãi trong mối tương giao tốt đẹp với Đức Chúa Trời trong hiện tại và trong suốt cõi đời đời ở nơi thiên quốc. Xin ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã đói đến chúng con. Trong khi chúng con còn là người có tội thì Cha đã ban cho chúng con Đức Chúa Jesus Christ đến trần gian này để chịu chết thay vì tội của chúng con. Và ban cho chúng con những tội nhân được trở nên những thánh nhân, những người thù nghịch được trở nên con cái yêu dấu ở trong nhà Cha. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Và chúng con khẳng định với lời chứng thực của Chúa rằng chúng con là những thánh đồ. Chúa cho chúng con sống đời sống của một thánh đồ trong đời sống hàng ngày. Và chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa luôn luôn uốn nắn dạy dỗ chúng con để chúng con hết lòng tin cậy nơi Chúa và vâng lời Ngài. Chúa cho chúng con luôn luôn bước đi theo Chúa để chúng con hưởng được những phước hạnh của những người được làm con cái của Cha. Và chúng con cầu nguyện, Chúa ơi, xin Chúa làm việc trong lòng của những thân hữu có mặt tại đây sáng hôm nay. Những người chưa được làm thánh đồ, họ vẫn còn sống ở trong tội lỗi của mình. Họ vẫn còn đang cố gắng để được người ta yêu chuộng, chấp nhận, cố gắng để trở nên một người có giá trị ở trong trần gian này. Nhưng Chúa ơi, xin Chúa cho họ thấy rằng chỉ cần đến với Chúa Jesus Christ thì họ được trở nên người được Chúa yêu chuộng và người được Chúa xác định là có giá trị đối với Ngài. Để rồi cuộc đời của họ được biến đổi. Và Chúa ơi, xin Chúa Ngài cũng thương nhớ đến anh chị em chúng con là những người đã bị ma quỷ lừa dối, đã bị trần gian quyến rũ, đã bị tư ngã dỗ dành, khiến họ đi xa Chúa và đã đặt lòng tin cậy vào trong nơi tiền của trần gian này, đặt niềm tin cậy vào trong những con người trần gian này thay vì nương cậy vào chính Chúa. Xin Chúa cho họ biết ăn năn, xin Chúa kéo họ trở lại con đường của Chúa, cho họ sống một đời sống thánh khiết và nương cậy nơi Chúa mà thôi. Chúng con tạ ơn Ngài. Nguyện tất cả sự vinh hiển quy thuộc về Chúa. Nguyện ngôi nước quyền bính đều quy thuộc về Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen.